Đây là chiếc Zenith Rougan 3000 nha. Tình trạng là còn rất là đẹp. Sử dụng là nguồn 12V nha. Đó. Là em dùng cái adapter đó. Đây, adapter 12V nè. Mình cắm cái chân chân này nha. Rồi. Đây là hộp pin zin của nó luôn nè. Này sử dụng pin hoặc là nguồn 12V. Rồi để em ghim điện nha, test thử nha. Này em sử dụng 12V nha. Rất là đẹp nha. Anten đó nè. Đó, kéo lên. Rất là dài nha. Nam ơi giống hùng thiên, ngàn năm lưu danh sự xanh. Mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Vâng ạ, thưa ông Trần Văn Lê, ông có bình luận gì thêm về cái việc này đang?
nhân xứ đời nghe. Rồi đến chuyển qua cái nguồn pin nha. Tháo đây. Này phải có cái vít nè. Pin nó cắm như đây. Có đèn nha. Quý vị và các bạn vừa nghe bài ca vọng cổ Công Cha Nghĩa Mẹ Cao Dạy. Tặng bài tập mở trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất kinh doanh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá thương hiệu sản phẩm nhằm mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Tại hội nghị kết nối giao thương